tháng 5 năm 2025. Và chúng ta sẽ có một cái thanh năng lượng bẻ lắc lên. Đó, nó sẽ sáng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là NQ của sinh tồn, và hôm nay mình sẽ review lại một cái túi sinh tồn của hãng Bismarck Get Repair, đó tên là Long Wolf. Thì để xem là bên trong cái túi sinh tồn này sẽ có những món đồ gì nhé. Một cái túi cho một người và cho một ngày ha. Thì của hãng Bismarck Get Repair, mình đã review những cái sản phẩm về hãng này rồi. Các bạn hãy click chữ trên đây đó để xem ha. Rồi thì ở đây là mình sẽ có một cái túi với là 20 món ở trong. Thì túi màu cam nè. Đó. Ở đằng sau đây là nó sẽ liệt kê những danh sách nè, rồi giá trị dinh dưỡng này nọ ha. Và hạn sử dụng của túi này là 5 năm mọi người. Mọi người thấy không? Best use by là sử dụng là ngon lành nhất trước 31 tháng 5 2025. Thì nói chung là trước cái ngày đó thì xài ok, mà sau rồi nó xài gì vẫn được, nhưng mà là cái chất lượng nó không còn giống như trước nữa. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra. Đó, để mình lấy cái túi ra. Thì đây chính là cái túi của chúng ta. Thì ở đây nè, ở đây ngay cái chỗ gài mọi người, thì chúng ta sẽ có là một cái la bàn, một cái còi. Để mình thổi thử nha. Đó, một cái còi khá là to. Và ở đây có một cái đồ đánh lửa nè. Đó, cái đồ đánh lửa nè. Và đây là cái thanh đánh lửa nè. Đó, nó giống như là cái vòng tay sinh tồn mọi người. Nó tích hợp trên đây. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra bên trong ha. Để xuống đi. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái khẩu trang màu xanh. Đó, một khẩu trang. Rồi sao mình cảm thấy là để khẩu trang mà kiểu để không không vậy, thấy nó không được vệ sinh lắm á. Lỡ mấy cái dơ gì nó dính vô đây là sao, đúng không? Đó. Nên là mình sẽ có một cái khẩu trang màu nhìn nó khá là tơi tả, tàn tạ. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái còi. Đó, một cái còi màu cam. Màu cam thân yêu. Rất là quen thuộc luôn ha. Đó, cũng khá là to. Giờ mình có hai cái còi chính túi này. Một là nó nằm ở trên đây nè, hai là nó nằm ở đây. Đó, cái còi chung màu với cái túi luôn. Tại vì thường thường sinh tồn thì mình sẽ chọn những cái màu nổi bật á, để mình dễ, người ta dễ phát hiện mình hơn, để người ta dễ cứu mình hơn ha. Đó. Món tiếp theo thì chúng ta sẽ có là túi gì đây? À. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái túi nước và đồ ăn. Thì trong đây là người ta sẽ có cho mình là 3 bịch nước. Đó, 3 bịch của hãng SOS Food Lab. Thì mỗi bịch là 125. Đó, 3 bịch như là 375ml đó mọi người. Và hạn sử dụng là tháng 5 năm 2025. Và chúng ta sẽ có một cái thanh năng lượng, một thanh đồ ăn của hãng New Millennium. Đây là New Energy Bar vị vani nè. Đó, 400 calo và hạn sử dụng hình như là cũng... Đây là tháng 12 năm 2025. Là hàng sử dụng đều là 5 năm hết. Thì đối với cái thực phẩm á, thì tất nhiên là mình phải xài chứ hàng sử dụng rồi. Đó, nên là với lại mọi người lưu ý á, là cái này á, là cái hàng sử dụng của cái bao, chứ không phải là cái hàng sử dụng của cái nước ở bên trong. Tại vì nước thì làm gì cái hàng sử dụng, đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái túi đồ ăn nhỏ xinh xinh, đủ cho một bữa. Chứ nói chi một ngày, một bữa thôi mọi người. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái thanh que phát sáng nè, plastic. Đó, mình sẽ xé ra mọi người xem ha. Đó, một cái thanh, rồi có cộng dây màu đỏ luôn. Rồi, đến giờ bẻ que rồi. Để mình tắt cái đèn này kìa. Rồi, giờ cầm giữa, bẻ, lắc lên. Đó, nó sẽ sáng như thế này nè, mọi người thấy không? Rất là sáng ha. Sáng trưng luôn á. Thì cái que này người ta nói đây là, để mình lấy cái này mình soi coi, 12 giờ đó. Thì để được 12 giờ mà thực sự là nó không đến 12 giờ đâu mọi người đó. Nến chừng 4 tiếng là cùng, 4 tiếng là hết sáng luôn á, nó chỉ còn kiểu sáng nhẹ nhẹ à. Đó, rồi ngay đem bỏ sọt rác. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ, hai tờ giấy, à, một cái hướng dẫn trong những cái trường hợp gọi là disaster này, cái trường hợp thảm họa tự nhiên, chẳng hạn như động đất, thiên tai, bão lũ gì nọ. Đó, wow. Nhìn khá là đẹp ha.
nhìn nó không có bị nhàm chán như mấy cái cuốn sổ bình thường á, mấy cuốn sổ của mấy cái túi sinh tồn khác á. Nó cái này người ta làm theo cái dạng là infographic á mọi người. Đó. Nè, động đất là mình phải làm cái gì nè, rồi ví dụ mà cháy nhà làm cái gì, rồi cái này có xoáy, rồi hurricane là sóng thần đó, thì mình làm cái gì hay phết chứ. Ở đây là những cái checklist, có nghĩa là những cái dụng cụ mà mình phải mang theo, cái dạng là một cái danh sách để mình kiểm tra lại coi là mình đã đem đủ đồ chưa đó. Chẳng hạn như là nước nè, nước ví dụ là một cái lon người cho ít nhất là 3 ngày, rồi đồ ăn là cũng 3 ngày, rồi first aid kit rồi này nọ, điện pin rồi nhiều thứ lắm. Nói chung là mình thấy cái này nó khá là hay nè, làm khá là đẹp, nhìn nó dễ hiểu á, đỡ phải đọc chữ nhiều á, nhìn hình cũng hiểu nữa ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có món là một cái túi, à không, là một cái mền khẩn cấp mọi người. Đó, một cái mền khẩn cấp với size là 213 nhân cho 132 cm, khá là bự, một cái mền khẩn cấp bình thường. Đó là những cái kiểu là giấy bạc đó mọi người, để nó phản chiếu lại cái nhiệt độ cơ thể của mình. Nó thường thường á, mình nấu ăn á thì mình cũng hay bọc giấy bạc á, để kiểu như là nó phản chiếu lại cái nhiệt độ của cái lò nướng này nọ, để làm chín thức ăn đều lâu, à mà nhanh hơn, không có nhanh mà là đều hơn á đó. Thì cái mền này cũng vậy thôi, nó sẽ phản chiếu lại cái nhiệt độ của cơ thể mình để mình sưởi ấm cho mình luôn. Thì mấy cái mền đấy nó còn ấm hơn mấy cái mền thường của mình nữa đó. Và cái món tiếp theo chúng ta sẽ có là những cái dụng cụ y tế ha. Ô, mình được hai que lần nè mọi người, mình được hai que phát sáng rồi. Và những cái dụng cụ y tế mình thấy, theo mình thấy thì nó khá là ít đó. Ở đây có nhiều băng, nhiều miếng này, 2 4 5 5 miếng băng keo cá nhân và một cái miếng băng gạc, một cái triangular pad bandage đó, một cái băng gạc đó. Này phải băng gạc đâu, cái này là hình như là cái đồ để quấn, nó gọi là cái gì mình quên mất tiêu rồi đó. Và có hai cái kim rút trong đây, nó gọi là gì ta, cái cuốn mà để mình quấn ví dụ mình bị gãy tay hay này nọ lại á, mình dùng đây quấn nè. Đó, chúng ta sẽ có một cái này, một cái cuộn để quấn và một cái 5 miếng mình cá nhân. Giờ là hết rồi đó mọi người, giờ cái túi chống không không còn gì hết. Đây là tất cả những cái món đồ có bên trong chiếc túi. Thì chúng ta sẽ có là một cái bộ thức ăn cho một một bữa nè, khẩu trang nè, rồi 2 thanh lightstick, mền khẩn cấp, băng keo cá nhân, rồi cái đồ để quấn gọi là băng gạc đi ha cho nó dễ, và một cái cuốn sổ hướng dẫn mình những cái đối phó những trong những cái trường hợp thiên tai đó. Thì theo mình thấy á, à mình quên nói giá, thì cái giá của túi này là 16 đô là tôi bảy 370. Thì theo mình thấy thì nói về phần đồ ăn nha thì đầy đủ, ok được. Ánh sáng thì 2 cây nè, thường mấy cái túi nó cho mình có 1 cây à, này được cho 2 cây ok ha. Khẩu trang thì nó cho có à, chứ chắc ừ nó khá là tàn tạ luôn mọi người đó. Mình cũng có còi và mình thích nhất đó chính là cái này, nhìn rất là đẹp, rất là hay, và chắc là cũng sẽ đủ những cái thông tin mình cần thiết ha. Đó là một cái bảng checklist này đó, một cái bảng mà liệt kê những cái danh sách những cái đồ mình cần. Và cuối cùng đó chính là dụng cụ y tế. Thì theo mình thấy đây là một cái điểm yếu của cái túi này, bởi vì nó cho rất là ít đồ và không đủ đồ luôn. Đây là những cái đồ cơ bản luôn rồi, rất là cơ bản luôn á đó. Nên là mình thấy nó khá là thiếu thốn với dụng cụ y tế. Rồi mặc dù là một cái túi y tế nó giá nó không quá cao để làm một cái túi cơ bản đâu, nhưng mà nó như vậy thì thiếu thốn quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì cho mình một like, một lượt đăng ký cũng như là nhấn cái chuông bên cạnh để nhận thông báo về video sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt.